phần mộ Lý Văn Hạo. Các con phải nhớ kỹ, không được để quan tài chạm đất. Rõ sư phụ. Bài vị hoàng phủ chiếu. Cha, có phải chúng ta đã phạm phải cấm kỵ nào không? Tục lệ khác nhau, thường ở lễ nghi chứ không ở người. Có lẽ chuyện này liên quan đến người chết. Người chết. Có điều chuyện này không liên quan tới người này. Chúng ta chỉ được gia đình này nhờ xử lý hậu sự. Hẳn người này sẽ không làm khó chúng ta đâu. Bài vị hoàng phủ dân. Ánh nến dục tắt không rõ nguyên nhân. Chúng ta ngao du bên ngoài nhiều năm, tuy đã về quê nhưng khí độc trên người vẫn chưa tan hết. Nghĩa trang là nơi hiểm yếu, không nên ở lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số mệnh trong trấn. Tạm thời chúng ta cứ về đã. Rõ sư phụ. Sư phụ, mấy người này lạ quá. Đó đâu phải hướng đi đến nghĩa trang. Chẳng lẽ họ muốn chôn cất gấp? Không đúng. Bây giờ là giờ Tí, đây là giờ đại hung đấy. Có lẽ là đang đưa đám cưới ma. Nhưng mà ta nghi là trong quan tài có khi không phải người chết. Cái gì? Bắt người sống chôn cùng? Thế thì tàn nhẫn quá. Phải đấy, thảm quá. Hủ tục phong kiến không hợp lẽ thường. Nhiều năm trước đã bị ban lệnh cấm. Chỉ là những người này cố tình phạm phải sai lầm lớn nhất trần đời. Chúng ta đã thấy thì không thể làm ngơ. Cành ngô đồng thẳng khiêu lẻ bóng, thêm người nhập mộ chẳng cô đơn. Con ơi, qua giờ Tí con sẽ không còn cô đơn nữa. Cha, phải làm sao với họ đây? Báo cho đội trưởng Lương đi. Dân.
Võ. Võ, ôi chao, đẹp quá. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, ôi mẹ ơi, huynh không sao chứ? Sư phụ, người mau xem này. Quả nhiên vẫn chưa chết. Sư phụ, sao người biết người trong quan tài còn sống chứ chưa chết? Cái gọi là đóng quan tài luận phải trái, có nghĩa là nếu người chết thì quan tài phải đóng nắp. Thế nhưng bây giờ quan tài vẫn chưa đóng, tất nhiên là người trong quan tài vẫn chưa chết. Ồ, quá ra là vậy. Sư phụ, họ cũng lắm trò thật, cho phụ nữ vào trong quan tài nữa chứ. Nghĩ cách hỏi rõ thân phận của cô ấy rồi đưa cô ấy về. Dân, rõ. Cha, cô ấy sao rồi? Không có gì đáng ngại. Sư phụ, thế nào rồi? Con đã giao mấy người đó cho cảnh sát rồi. Ngoài ra con còn nghe ngóng được một tin, cô gái này hình như là cô nương ở Di Xuân Viện. Chỉ là không biết tại sao cô ấy lại bị bắt đi làm đám cưới ma. Di Xuân Viện. Sư phụ, sư phụ làm sao thế? Sau này mấy huynh sẽ biết thôi. Sau này á, có người chết. Nhìn kìa, nhìn kìa, có người chết. Dân, ngài đi thông thả. Mình đến học y thuật chứ không phải để trong tiệm. Lần nào cũng bắt bọn mình trong tiệm, chẳng lẽ trong tiệm có báo vật? Đành con, lại lừa biến rồi. Cẩn thận, sư phụ đi khám bệnh về là ta mách sư phụ đấy. Huynh có mách sư phụ hay không thì sư phụ cũng không đưa huynh đi khám bệnh đâu. Để nói gì cơ? Sư huynh, ừ thì ý ta là sư phụ không có thời gian để ý đến chúng ta đâu. Lần nào mấy ra ngoài khám bệnh cũng không đưa chúng ta đi cùng. Huynh xem có phải quá đáng quá không? Nói sao đi, có bệnh nhân đến kìa. Anh Thúc có ở đây không? Sư phụ ta đi khám bệnh rồi. Nhưng không sao, hỏi bọn ta cũng được mà. Đúng, hai cậu á. Thôi đi, nhìn chả đáng tin gì cả. Không đáng tin là sao hả? Nghe nói anh Thúc là một lương y nhân đức, y thuật cái thế. Ta cứ đợi anh Thúc về thì hơn. Sư huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói dạo này trong trấn có án mạng. Ta khuyên các cậu đừng đi hóng hớt thì hơn. Thói đời bây giờ đã chẳng tài cán gì cho cam, chỉ toàn thích đi gây thêm rắc rối cho cảnh sát thôi. Sư huynh, huynh có biết tại sao lần nào sư phụ ra ngoài khám bệnh cũng không dẫn theo huynh hay không? Tại sao? Tại vì huynh không đủ tập trung. Nhưng mà không sao, cái này có thể rèn luyện mà. Rèn luyện? Luyện luyện thế nào? Nhìn thấy cái đầu trọc kia không? Rất bóng, rất tròn. Bắt đầu từ giờ, hai mắt của huynh chỉ cần cứ thế liên tục nhìn chằm chằm vào tên đó. Nhìn liên tục á? Ừ. Chán thế, ta không làm đâu. Chẳng lẽ huynh không muốn theo sư phụ ra ngoài khám bệnh sao? Muốn chứ. Chỉ cần huynh rèn sức tập trung thật tốt thì chẳng còn vấn đề gì nữa cả. Hơn nữa, huynh nhìn đi, đầu tinh đó vừa tròn vừa bóng. Thế thì nếu làm như vậy, biết đâu lại gian hơn người thường. Như vậy sẽ không thấy chán nữa. Thế ta thử nhé. Ừ.
A Võ, để đi đâu đấy? Ta đi báo với sư phụ. Huynh làm tiếp đi. Sao lại chết nhỉ? Phải đấy, chết thảm quá. Xem kìa, hôm qua con nhìn thấy mà. Mà đây là cái thằng gì ấy nhỉ? Sao lại chết rồi? Sư phụ, người này đáng sợ quá. Người đưa tang. Sư phụ, người đưa tang là sao? Còn nhớ đoàn người đưa đám cưới ma hôm qua không? Đám cưới xuất hành phải có người đưa tang đi đầu dẫn đường. Xem ra anh ta chính là người đưa tang. Anh ta là người đưa tang. Nhưng tại sao chết ở đây? Tránh ra. Good. Tránh ra. Lùi lại đi. Chuyện gì thế hả? Đội trưởng, ở đây có một cái xác, nhưng trên thi thể không có bất cứ dấu vết bị tấn công nào. Nếu đã không có dấu vết bị tấn công thì là chết tự nhiên rồi. Lại đây, mang thi thể về, báo cho người nhà đến nhận xác. Khoan đã. Đội trưởng Lương, ta nghĩ không thể làm qua loa cho xong chuyện này được. Ta nghĩ chuyện này có vấn đề. Anh Thúc, Ngao Du bên ngoài lâu năm, đã về thật rồi cơ đấy. Có điều, vẫn phải cảm ơn vì hôm qua Thúc đã cứu người dân trong trấn. Nạn nhân này không có dấu vết bị người khác tấn công. Thế không phải chết tự nhiên thì là gì? Chẳng lẽ do ma quỷ? Ta không biết có phải do ma quỷ hay không, nhưng ta nghĩ chuyện này có điều mờ ám. Mờ ám? Ta thấy Thúc nói giới dẫn thì có. Thu đội. Rõ. Xin lỗi nhé, đội trưởng Lương, đây có phải là mặt nóng, dáng mông lạnh không nhỉ? A Võ huynh đệ, cậu cứ liệu hồn. Thu đội. Cảm ơn sư huynh. Không sao, đi thôi. Cha. Cha, có khi nào là anh ta chết tự nhiên thật không? Nạn nhân không có dấu vết bị tấn công, nhưng biểu cảm của nạn nhân rất lạ. Lạ chỗ nào? Nhìn mặt nạn nhân rất hoảng hốt, như thể lúc còn sống đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Cha, quẻ bói thế nào? Ngũ hành có sinh có khắc, bốn mùa có đến có đi, ngày có dài có ngắn, trăng có tròn có khuyết. Nhưng cái chết có nhiều loại: chết già, chết bệnh, mưu sát, tự sát. Ta nghĩ mãi không ra rốt cuộc tại sao anh ta chết. Còn hơi thở, còn xoay nghìn diệt, tắt hơi rồi, mọi chuyện đều thôi. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Tiếng động phát ra từ bên kia, mau đuổi theo, mau lên. Mọi người tìm đi. Rõ. Qua bên đó đi. Được. Sư phụ, có nhiều cảnh sát quá. Chẳng lẽ hung thủ đã xuất hiện? Đi, chúng ta đi xem thử thế nào. Rõ, sư phụ. Đội trưởng, có vết thương do bị cắn. Lại chết thêm một người nữa. Trước đây trong trấn chưa bao giờ có chuyện này. Mà nguyên nhân cái chết của anh ta giống hệt như nạn nhân trước đó. Khinh Mi à,
Những chuyện này ta thấy cả mà. Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Nếu thực sự có những thứ ma quỷ thì hay là mình đi nhờ anh Thúc giúp đi. Dù sao Thúc ấy cũng quen với mấy chuyện thế này hơn mình. Mời Thúc ấy giúp à. Đội trưởng, bên này còn một người chưa chết. Đi. Đúng là vẫn còn sống. Khám bệnh vẫn phải nhờ đến đại phu. Ý kiến của cô cũng được đấy. Đi. Đi mời anh Thúc. Rõ. Đội trưởng Long. Đội trưởng Long. Anh Thúc à, khám bệnh cứu người là sở trường của Thúc mà. Bây giờ người gõ mỏ trống canh này của bọn ta là manh mối quan trọng trong vụ này. Thúc lập tức nhanh chóng. Cha, để con. Cha, đây là con gái của anh Thúc hả? Cũng được lắm. Anh Thúc, Thúc cần gì cứ việc nói với ta. Cảm ơn đội trưởng Long. Có mà. Buông ra, buông ta ra. Cậu vừa nói mà nhìn thấy gì? Chẳng lẽ là cùng một người? Anh Thúc, Thúc nghĩ hai vụ án mạng liên tiếp này có phải do cùng một hung thủ gây ra không? Với tình hình hiện giờ, hung thủ mà tiếp tục gây án thì e rằng trong trấn sẽ có rắc rối lớn. Anh Thúc yên tâm, ta sẽ tăng thêm số người đi tuần tra, đảm bảo an toàn cho người dân trong trấn này. Thế thì tốt. Y quán ngay đằng trước, đội trưởng Lương không cần tiễn nữa đâu. Mời anh Thúc. Ơ này, không ngờ đội trưởng Lương đã thu xếp chu đáo như vậy rồi. Vô xong xin thay mặt người dân trong trấn cảm ơn ngài. Nên làm mà. Vô xong. Dân. Cô nương, thấy không khỏe trong người à? Dân. Mời. Anh Thúc, cô là... Cảm ơn anh Thúc vì mấy ngày trước đã ra tay cứu giúp. À, hóa ra là cô. Dân, gọi ta Uyển Thu là được. Hóa ra cô lại đẹp như vậy. Hả? Không, không có gì. Uyển Thu cô nương. Ôi chao, cô tháo màn che mặt ra, đúng là tuyệt thế giai nhân. Tiếc là người nào đó không xứng với cô, đúng không sư phụ? Sư huynh lại nói A Giang sư huynh như thế. Tuy rằng ta thấy huynh nói thế cũng không hoàn toàn vô lý. Đại ca nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại bắt bọn mình đi thăm dò tình hình vào lúc này? Đại ca nói gì thì mình cứ làm thế đi. Nghe nói gần đây có ngôi mộ cổ của quan lớn Triều Thanh, mình đã tìm được là phát tài rồi. Mộ của tổ phụ Mục Trường Lâm. Đây là mộ của quan lớn Mục Trường Lâm thời nhà Thanh mà. Sao nhìn bình thường thế nhỉ? Có khi nào đại ca nhầm rồi không? Mộ của Mục Trường Lâm. Không sai, đúng chỗ này rồi. Đi, về báo với đại ca nào. Ôi dào, để ngồi đấy làm gì? Về báo với đại ca thôi. À, nghỉ đã, mệt quá. Đi thôi. Ma, ma. Y quán anh Thúc. Ăn uống no say nhé. Ôi chao, A Văn thiếu gia đây mà. Sao lại nhớ đến chỗ của bọn ta thế này? Ta...
A Văn thiếu gia, nghe nói cậu là đồ đệ của anh Thúc nhỉ? Dạ. Về sau cứ xem đây là nhà mình, thường xuyên ghé nhé. A Văn, ta hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì? Sư phụ nhà các cậu có người trong lòng nào không? Người trong lòng nào hả? Sau khi sư nương tạ thế, hình như bao năm nay sư phụ vẫn cô đơn một mình. À, sau này ở đây sẽ là nhà của cậu, thường xuyên ghé chơi nhé. Uyển Thu, Uyển Thu, cô xem ai đến này. A Văn thiếu gia đấy. Mau xuống đây đi. Cậu đợi một lát, quay xuống ngay đây. Cảm ơn dì Mai. Bàn Thành, người đâu? Anh Thúc, lão gia nhà ta không được khỏe. Phu nhân sai ta mời Thúc đến. Trễ thế rồi, e là không sao. Lương y như tự mẫu. A Võ, dạ. A Văn đâu? Con không biết. Con ngủ dậy đã không thấy cô nấy rồi. Cái thằng này. Sư phụ, không ổn. Đằng trước có ma. Cứu người. Dạ, nếu không nhanh chóng bắt hắn lại, chị e trong trấn sẽ không được an toàn. Em xinh như hoa. Ai đấy? Cứu con với. Sư phụ ơi, nhanh lên, nhanh lên. 1, 2, 3. Quá đỉnh. Sư phụ, A Văn sư huynh thắng rồi. A Văn. A Văn sư huynh. Sư phụ. Sư huynh không sao chứ? Không sao. Nói, con đi đâu? Con Di Xuân Diện. Cái gì? Không ngờ huynh lại đến Di Xuân Diện một mình. Huynh làm gì vậy hả? Đồ chết tiệt, huynh đến Thanh Lâu uống rượu một mình mà không gọi ta. Sư phụ, con biết lỗi rồi. Nhưng con cũng có làm gì đâu sư phụ. À đúng rồi sư phụ, dì Mai với người quen thân lắm sao? Bây giờ nói chuyện Uyển Thu. Sư phụ, thực ra Uyển Thu cô nương là một người mệnh khổ. Sau khi gia cảnh sa sút, cô ấy liền lưu lạc đến chốn hồng trần. Nhưng cô ấy tuyệt đối không giống như những nữ tử phong trần bình thường. Làm sao huynh biết được? Bao nhiêu năm nay, tuy cô ấy sống trong Thanh Lâu, nhưng vẫn luôn giữ thân trong trắng. Uyển Thu nói với con, cô ấy có một ca ca. Nếu tìm thấy ca ca của ấy, cô ấy sẽ hoàn lương. Cái gì? Cô ấy vẫn còn một ca ca à? Sau khi gia cảnh sa sút, ca ca cô ấy liền mất tung mất tích. Ca ca cô ấy với con đều có một vết bớt giống nhau. Vừa nãy con... Vừa nãy gì cơ? À không có gì ạ. Vừa nãy con nghe nói
Gần đây Uyển Thu cô nương cứ bị cái tên ác bá Hoắc Đại Hữu quấy rối gì đó. Tên Hoắc Đại Hữu này vẫn luôn muốn chiếm được cô ấy, nhưng cô ấy lại không có sức phản kháng. Sư phụ, chúng ta giúp cô ấy đi. Từ xưa tới nay nữ tử là mệnh khổ nhất. Con cũng từng nghe nói về tên Hoắc Đại Hữu này. Nếu Uyển Thu cô nương rơi vào tay hắn, chỉ sợ nếu sự việc đã tới nước này thì chúng ta không thể mặc kệ được. Điều ta lo lắng bây giờ là hung thủ gây ra mấy vụ án mạng này, hung thủ chỉ có một mục tiêu, gần như đều là người cao tuổi. Chúng ta cần phải đợi phía sở cảnh sát điều tra xong mới đưa ra phán đoán được. Được rồi, các con về nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta còn phải giữ sức đối phó hung thủ. Dạ. À phải rồi sư phụ. Vừa nãy lúc sắp về, dì Mai bảo con nói với người rằng mấy hôm nữa bảy sẽ tới thăm người. Đúng là nghiệp chướng. Ôi chao, đội trưởng Lương, cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này? Ngài xem, ngài không bắt hung thủ mà đến cái quán tồi tàn này của bọn ta làm gì? Chẳng lẽ ngài mắc bệnh gì à? A Vũ huynh đệ này, cậu đừng xa lạ như vậy mà. Trước đó là ta sai, sớm nói như vậy là xong rồi còn gì. Đến tìm sư phụ ta khám bệnh à? Sư phụ ta ở bên trong, tự đi vào đi. Ôi vào, trước đó đi là lỗi của ta, vô xong cô nương đâu. Đổ bệnh rồi. Ừ, bệnh tương tư. Ôi vào, vẫn là A Võ huynh đệ hiểu ta. A Võ huynh đệ, nào. Ôi vào, ở đây ta có mang theo một món quà nhỏ. Gì mà khách sáo thế? Để cầm món đồ tốt gì thế? Có sao? Đội trưởng Lương, từ trước tới giờ đều rất tốt. Đội trưởng à, sư phụ. Đội trưởng Lương, anh Thúc, ngài đến hiệu thuốc của ta có phải là có manh mối gì không? Ta đã tra hồ sơ trước đó, phát hiện ra mấy vụ án mạng này đều có liên quan tới nhau. Họ đều từng làm sai dịch ở triều nhà Thanh trước kia. Sau khi triều đại Thanh diệt vong, họ đều tự tìm kế sinh nhai cho mình. Hung thủ mặc quan phục đính bổ tử, điều đó chứng minh rằng hắn cũng là quan viên của thời nhà Thanh. Mà hắn và hung thủ có thù hận gì nên hung thủ mới tìm họ báo thù. Vô song cô nương quả nhiên thông minh, giống hệt như ta nghĩ. Đội trưởng Lương, đây gọi là tri âm. Tri âm? Không đúng, hung thủ thân thủ nhanh nhẹn. Nếu đúng là người của thời nhà Thanh thì bây giờ chắc chắn phải là tuổi già sức yếu rồi. Sự việc không đơn giản như vậy. Ôi anh Thúc này, lúc trước Thúc nói không sai. Thúc bảo tên hung thủ này không phải người bình thường. Không lẽ hắn giống như trong lời đồn là cương thi? Ai Võ, để đi cùng ta một chuyến đi. Ơ kìa, huynh làm gì vậy hả? Ai Võ, thường ngày ta đối xử với đệ thế nào? Huynh đấy, huynh lại nói kiểu đó rồi. Huynh là sư huynh của ta, huynh không tốt với ta thì ai tốt với ta? Tạm thời không nói mấy chuyện này nữa. Có một việc đệ nhất định phải giúp ta. Việc gì hả? Huynh mau nói đi. Cái quái gì thế? Ồ, giữa ban ngày ban mặt huynh lôi ta ra đây chỉ là để... Ta không làm đâu. Cái quái gì không biết, nói nhỏ thôi. Hắn chính là Hoắc Đại Hữu. Tránh ra, đi. Hắn chính là Hoắc Đại Hữu à? Tiểu nương tử, cái này bán sao thế? Quả nhiên là một tên cặn bã. Tiểu nương tử trông xinh xắn lắm. Ông làm gì thế, buông ta ra. Chi bằng về làm tiểu thiếp của ta đi. Muốn ta giúp à? Cũng được thôi, cứ giới. Nào, nhưng huynh phải nghe theo ta. Buông ra. Này, không phải để lại chơi xỏ ta đấy chứ? Sao ta lại chơi xỏ huynh được chứ? Ta là sư đệ của huynh, ta chơi xỏ ai cũng không chơi xỏ huynh. Một câu thôi, có làm không? Nhìn gì mà nhìn. Đánh ra, biến sang một bên. Làm. Này,
Chỗ này chính là nơi ở của Hắc Đại Hữu à? Căn phòng kia à? Nhất định phải thế này sao? Nhất định. Tuyệt đối đừng mềm lòng đấy. Chỉ có thế này mới khiến hắn nhớ đời. Ừ. Thôi được. Này, sư huynh, cố lên. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Con người bây giờ khó hiểu vậy sao? Là Hắc Đại Hữu. Mặc kệ hắn. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời còn đỡ. Nếu hắn làm việc gây án gây sự thì ta không ngại mời hắn tới đồn cảnh sát ngồi. Rõ. Hung thủ, đuổi theo cho ta. Ôi mẹ ơi, ta đã phạm lỗi gì mà cho nhiều người đuổi theo ta thế này? Mấy người các ngươi qua kia, số còn lại theo ta. Đợi đã. Không chạy nữa. Dừng tay. Đội trưởng, thì tỉnh lại đi. Đội trưởng. Chuyện gì vậy? Anh Thúc, bọn ta phát hiện ra hung thủ trong lúc đi tuần tra. Sao rồi? Không nghiêm trọng. Khinh Mi, ta chưa chết. Xem ra đêm nay hung thủ lại có mục tiêu khác rồi.
Đi đi đi. Anh Thúc, người gõ mỏ trống canh đó lại chết rồi. Chẳng lẽ chuyện này do ma quỷ gây ra? Sở dĩ ma quỷ giết hại người gõ mỏ trống canh là vì anh ta đã phát hiện ra tung tích của hắn. Vì vậy ma quỷ mới sát hại hắn. Đội trưởng Long, ngài vẫn phải về điều tra xem con sở dịch nào vẫn nhớ được chuyện của thời nhà Thanh. Mục tiêu tiếp theo của hung thủ có lẽ chính là họ. Anh Thúc, Thúc yên tâm, giờ ta sẽ đi điều tra. Hung thủ tàn nhẫn, đội trưởng Lương nhớ cẩn thận. Mau mau mau, đừng để sư phụ biết. Sư phụ. Lão Đinh, bọn ta tới đón Tiết lão gia nhập thổ. Ở ngay trong đó, mấy người cứ tự nhiên đi. Các con nhớ lấy, trước khi gia nhập thổ, quan tài không được tiếp đất. Hễ đi qua ngã tư hay cầu, nhất định phải dùng tiền giấy áp thần. Dân sư phụ. Nghĩa trang. Cả đời đều là số mệnh. Mọi thứ không do người. Sư phụ, đồ đạc đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nói với họ, lúc hành pháp, hễ ai tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Ngọ đều quay hết người đi. Con biết rồi sư phụ. Sư phụ, trận pháp sợi đỏ này có tác dụng gì vậy? Tục ngữ nói, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ âm đức ngũ khảo thư. Trận pháp sợi đỏ đại diện cho khí vận. Một là có thể hóa giải giận hung, hai là có thể phù hộ cho con cháu đời sau mọi việc suôn sẻ. Chuẩn bị mở đàn. Dạ sư phụ. Người đã đi về cõi tiên, chưa được hưởng phúc của con cháu, hồn lang thang ngàn dặm, nhập thổ để an nghỉ. Linh hồn về trời, thân xác về đất, trên có hoàng thiên, dưới có hoàng tuyền. Tự nhiên gió rít là điềm không may. Xem ra bắt buộc phải mau chóng hạ táng. Hạ táng quan tài. Anh Thúc, cuối cùng cũng tìm được rồi. Chuyện gì khiến đội trưởng Lương phải đích thân đến đây vậy? Là thế này, ta đã điều tra danh sách sai dịch thời nhà Thanh rồi. Ngoài mấy người đã chết ra, còn mấy người này nữa. Là hắn. Mau mau mau, đào nhanh lên. Nói nhỏ thôi, ngươi không biết lúc trước có một huynh đệ gặp nạn ở đây à? Ngươi muốn theo gót hắn à? Sợ gì chứ, lao vào nguy hiểm mới có được phú quý. Với lại đám đại ca đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ rồi. Đợi họ đến là không có chuyện gì đâu. Nhỏ tiếng thôi. Đội trưởng Lan, hung thủ giết người vẫn chưa dừng lại. Chắc chắn mục tiêu tiếp theo rất có khả năng là Lão Đinh. Theo như mấy vụ án trước, bình thường hung thủ chỉ xuất hiện vào ban đêm. Chắc hẳn đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, lần này tuyệt đối không được tha cho hắn. Đội trưởng Lương, không biết gì Linh Trang?
Anh Thúc yên tâm. Khinh Mi, dẫn mấy người tới Linh Trang. Rõ. Đội số 2 đi theo ta. Rõ. Xuất phát. Mộ của tổ phụ Mục Tường Lâm. Tổ phụ, tổ phụ, Uyển Thu vô dụng, không thể bảo vệ cho người, khiến người phải chịu nhục. Tổ phụ, đợi xong vụ này ta dẫn ngươi đi tiêu khiển. Được, ta phải chơi cho đã. Lão đại, có một cô nương. Lão Tam, Lão Tứ, đi. Con đàn bà chết tiệt, lại đã hại chết họ. Là các ngươi đã đào mộ tổ phụ ta. Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Không sợ bị trời phạt sao? Sợ cái rắm. Trời phạt thì sao? Còn hơn để bọn ta chết đói. Không sao, bọn ta có ông trời phù hộ. Người Triều Châu ta trước giờ trộm chưa từng xảy tay. Lão đại, bây giờ làm thế nào? Giết chết ả. Lão đại, ta chơi nó được không? Tiếc thật đấy. Dừng tay. Đứng lên. Thả Uyển Thu cô nương ra. Thả cô ta ra, bọn ta sẽ phải chết. Thả người ra, ta sẽ để các người đi. Đội trưởng Lương, ông nói nghe rất lợi hại. Mày lại nhảy cái gì đấy? Đi chết đi. Lão đại. Sư huynh. Sư huynh. Huynh sao rồi? Không sao. Con không sao chứ? Không sao ạ. May mà không nghiêm trọng, không tổn thương vào gân cốt. Sư phụ, con da dày thịt béo mà, bị đâm mấy nhát cũng không sao. Sao huynh ngốc thế? Vì ta có đáng không? Ta không biết thế nào là đáng, thế nào là không đáng. Ta chỉ không muốn cô bị tổn thương lần nữa. Cảm ơn huynh. Thật không chịu nổi huynh mà. Anh Thúc này, ta thấy hai nạn nhân này rất giống với mấy vụ án mạng tinh trấn. Anh Thúc, chẳng lẽ tên hung thủ ở trong hang động này? Uyển Thu cô nương, mộ của tổ phụ cô bị đào trộm, bọn ta muốn vào xem thử. Không biết Uyển Thu cô nương, tổ phụ cả đời coi trọng thanh danh, không ngờ chết rồi còn bị người khác đày đọa. Ta biết anh Thúc thông thạo âm lý, sau khi xong việc mong anh Thúc giúp đỡ dời mộ cho tổ phụ ta. A Văn, chăm sóc cẩn thận cho Uyển Thu cô nương. A Võ, dẫn đường. Dạ sư phụ. Đi. Ôi trời, bầu không khí ghê rợn này cũng được đó nhỉ. Ôi, đây là gì? Ôi chào đội trưởng Lương, ta đã nói ngài rồi, ngài bẩm sinh đã hay gặp tai họa. Nào, lại đây, ta phủi cho ngài. Cha, sợ đây là có một con chó. Xem ra nơi này không như những gì đã nói.
Anh Thúc, Thúc đã nói nơi này là chốn thị phi. Vậy chỉ bằng chúng ta đi thôi. Đi gì mà đi, chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối về hung thủ mà. Chuyện này tìm tiếp. Thế là đúng rồi. Sư muội ta thích ngài như vậy đó. Nói gì đấy hả? Muốn nếm thử nắm đấm của ta đúng không? Kẻ nào? Xem ra hắn tự sát ở đây. Ôi trời, kỳ lạ thật. Sư phụ, tại sao ở đây lại có hai cổ quan tài? Hai cổ quan tài này đều trống không? Nếu cổ này là của hắn, vậy thì cổ còn lại, dựa theo dấu vết, có lẽ trong này từng có người sinh sống. Rất có khả năng kẻ đó chính là hung thủ. Chuyện này anh Thúc, mau. Trong này chắc có 3 bộ quan phục đến bổ tử, nhưng bây giờ chỉ có 2 bộ. Cũng có nghĩa là có người cố tình mặc quan phục đến bổ tử ra ngoài làm chuyện ác. Bà nói chứ, không phải người mà. Này sư phụ, con cảm giác chúng ta đã bỏ sót gì đó. Bỏ sót? Đây. Ôi chao, Kinh Mi, chúng ta mau đi thôi. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Dưới chân tử khí, vạn vật đều không thể tồn tại. Ngươi vẫn nhớ ra một vài chuyện. Năm xưa, giấu ngươi bên trong mộ, ta đã đoán trước được sẽ có ngày này. Vào trong xem sao. Lạ thật, sao lại yên tĩnh thế này? Người ta sắp xếp đi đâu hết rồi? Để nào hung thủ đã xuất hiện? Sư phụ, chúng ta vào thẳng đó xem là biết mà. Đến muộn một bước, ta có lỗi với các huynh đệ của mình. Đội trưởng Khinh Mi, cô không sao chứ? Ta không sao. Ta lại để hung thủ chạy mất rồi. Nhưng mà nhất định ta sẽ lục tung từng tấc đất. Chẳng lẽ còn không tìm ra hắn chắc? Đi. Ôi cái con bé Uyển Thu này, đêm hôm rồi còn chẳng hiểu chạy đi đâu, sốt hết cả ruột.
Uyển Thu, Uyển Thu, Uyển Thu, Uyển Thu, con đi đâu thế? Ta tìm con vất vả lắm đấy. Anh Thúc, cảm ơn mọi người đã cứu ta lần nữa. Nhưng Uyển Thu không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân. Anh Thúc, anh Thúc, thôi thì để ta lấy thân báo đáp đi. Vì mà nói đúng ạ, sư phụ ta cô đơn lâu vậy rồi, cũng nên phá giới đi thôi. Được rồi, đi thôi. Tới chỗ ta uống trà nào. Đi thôi, sư phụ mời. Sư phụ ơi, từ từ thôi, sư phụ. Uyển Thu, con đi vào nghỉ ngơi đi. Ôi, thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Con bé Uyển Thu cũng là đứa số khổ lắm. Cứ ngỡ là giờ sống được tốt hơn một chút, ai ngờ số mệnh lại trêu người thế chứ. Dì Mai, bà còn biết gì khác về chuyện tổ phụ Mộc Trường Lâm của Uyển Thu cô nương không? À, tổ phụ Mộc Trường Lâm của Uyển Thu là vị quan thanh liêm hiếm có của thời nhà Thanh trước đây đấy. Giờ gặp một vài biến cố nên tự sát, nhà họ Mộc cũng từ đó mà lụi bại dần. Uyển Thu cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Ta thấy con bé đáng thương nên bèn cho ở lại. Thì ra là thế. Uyển Thu cô nương đúng là một đứa trẻ đáng thương. Đời người làm sao mà thuận buồm xuôi gió mãi được, chỉ có mình tự biết chuyện mình mà thôi. Như các cô nương tại Di Xuân Viện bọn ta, nào có ai mà không bị số phận trêu đùa. Còn người ấy mà, chỉ cần còn sống là được rồi. Xem ra dì Mai cũng là một người giàu tình cảm. Hả? Anh Thúc, uống trà đi. Năm đó ta chuyển sang học y, chính là để cứu người giúp đời. Nhưng giờ ta lại bắt đầu dao động. Chữa được cho người chứ không chữa nổi cho đời. Đối diện với những người đã chết kia, ta thật sự bó tay hết cách. Sư phụ, thật ra người đã cứu rất nhiều người rồi. Không đủ, còn lâu mới đủ. Sư phụ, con sai rồi. Có một chuyện con chưa nói với người. Đứng lên từ từ nói. Sư phụ, con nghĩ có lẽ con biết thân phận hung thủ rồi. Ý con là hung thủ có vết bớt giống như Uyển Thu cô nương sao? Rất có thể đó chính là người ca ca thất lạc nhiều năm của Uyển Thu cô nương. Chuyện này không trách con. Thật ra ta cũng đoán được rồi. Trong cổ mộ của Mộc Trường Lâm, ta phát hiện ra rõ ràng ngôi mộ đã từng được dọn dẹp. Con đã nói chuyện này với Uyển Thu chưa? Vậy cũng tốt. Giờ Uyển Thu cô nương không chịu nổi chuyện thế này đâu. Sư phụ, nếu như bộ hài cốt trong mộ là Mộc Trường Lâm, vậy thì tại sao lại không đặt ông ấy vào trong quan tài trực tiếp hạ táng vậy ạ? Hẳn hung thủ muốn báo thù cho Mộc Trường Lâm xong thì mới an táng. Đội trưởng, đã tìm cả đêm rồi mà vẫn không có manh mối gì. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Nhớ cho kỹ, dù có thế nào cũng phải bắt được hung thủ cho ta. Còn nữa, cho các huynh đệ đã qua đời gấp đôi số tiền an ủi. Tiền ta sẽ bỏ ra. Dân, ta cảm thấy hình như đội trưởng cứ khăng khát. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Anh Thúc, đội trưởng Lương, tối qua có manh mối gì không? Đội trưởng Lương, có chuyện này e là phải phiền đến ngài. Thúc cứ nói, đừng ngại. Ta đoán rằng rất có thể hung thủ chính là ca ca thất lạc nhiều năm của Uyển Thu. Nghe nói tổ phụ của Uyển Thu là Mộc Trường Lâm năm đó tự sát do biến cố. Từ đó nhà họ Mộc dần lụi bại. Ác hẳn khởi nguồn của mọi chuyện cũng là từ Mộc Trường Lâm. À, ta hiểu rồi. Ta sẽ về kiểm tra hồ sơ ngay. Đội trưởng Lương, sao không uống tách trà rồi hãy đi? Vô sông cô nương, hôm qua ta đã mất vài vị huynh đệ, ta thực sự không uống nổi. Trà này chờ báo thù cho họ xong rồi ta sẽ uống. Kia, đi. Tỷ tỷ, Hoắc đại hữu kìa.
Làm sao đây? Uyển Thu cô nương, vô xong. Uyển Thu cô nương, sao cô lại tới đây? Có phải cô thấy không thoải mái đâu không? Không sao, huynh đừng căng thẳng. Ta chỉ tới thăm huynh thôi. Vết thương của huynh sao rồi? Không sao cả. Cô xem ổn lắm, cô nhìn đi. Uyển Thu tỷ tỷ, cuối cùng thì cũng cười rồi. Cả ngày hôm nay chưa thấy tỷ cười lần nào. Uyển Thu cô nương, có chuyện gì thế? À, không có gì. Nếu không có gì thì chúng ta đi uống trà đi. Công tử, vào chơi đi nào. Chỗ chúng ta có nhiều cô nương lắm. Anh Thúc. Anh Thúc. Đội trưởng Lương, muộn thế này rồi, có phải có manh mối gì không? Đúng là có manh mối. Ta đã xem lại hồ sơ của Trấn vào năm đó. Ta phát hiện ra chân tướng của việc Mục Tường Lâm tự sát năm đó. Lúc ấy Mục Tường Lâm vì tố cáo Hoắc Đại Hữu tự ý chiếm ruộng đất mà phải vào tù, nhưng không biết tại sao lại tự sát trong ngục. Những người đã chết lúc trước chính là những cai ngục đã canh giữ Mục Tường Lâm khi đó. Không thể nào. Tuy Mục Tường Lâm đã tố cáo Hoắc Đại Hữu, nhưng thật ra Hoắc Đại Hữu vô tội thì cũng chẳng có lý do gì mà Mục Tường Lâm phải vào tù cả. À, Võ huynh đệ, vụ này là cậu chưa rõ rồi. Sự đen tối trong chốn quan trường đáng sợ hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Đội trưởng Lương, tiếp sau đây ngài định thế nào đây? Anh Thúc, ta đã cho người đi tìm Hoắc Đại Hữu rồi. Nếu ông ta không muốn chết trong tay hung thủ thì ta không sợ ông ta không nói thật. Anh Thúc, anh Thúc, đội trưởng Lương, xảy ra chuyện gì thế? Hoắc Đại Hữu lại bắt nạt Uyển Thu tỷ tỷ. Cái gì? Chết đến nơi rồi mà còn không biết điều à? Nếu chúng ta đã biết tung tích của Hoắc Đại Hữu, vậy chi bằng chúng ta tự mình tới xem đi. Ta cũng đang có ý này. Ta nói cho các người biết, nếu muốn kinh doanh tử tế thì gọi Uyển Thu cô nương ra đây. Nếu không... Ôi, Hoắc đại gia, chẳng phải ngài muốn một cô nương thôi sao? Uyển Thu nhà chúng ta hôm nay không được khỏe. Bớt giở trò này với ta đi. Hôm nay ta đã gặp Uyển Thu cô nương rồi, đâu có giống như bà nói. Bà có tin hôm nay ta sẽ dỡ cả cái di xuân diện đi không? Ôi, Hoắc Đại Hữu, chỉ là tìm ta thôi chứ gì? Có chuyện gì thì ông vào đi rồi nói. Uyển Thu, con, dì Mai, dì cứ yên tâm đi, không sao đâu. Hôm nay đại gia ta đây bao tất. Các người cút hết ra ngoài cho ta, mau lên. Đừng đi, mọi người đừng đi. Đừng đi mà, đừng đi mà. Uyển Thu, ta tới đây. Uyển Thu cô nương, đã lâu không gặp. Rốt cuộc ông định làm gì? Ta muốn gì à? Cô còn không biết sao? Ông buông ra. Ông đừng có làm bừa. Ông mà làm bừa, ta sẽ... Cô sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Sẽ làm thế nào? Ta sẽ chết cho ông xem. Ôi trời, chết ấy hả? Chết rồi thì sao nào? Cô mà chết rồi, ta sẽ cho đám tỉ muội kia của cô bồi tán theo luôn. Ông... ông không phải là con người nữa. Nào, mắng người thì không giải quyết được gì đâu. Ngoan ngoãn mà đi theo ta. Ta sẽ yêu thương cô thật nhiều. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Ngươi đáng chết. Đuổi theo. Khoan đã,
Hắn đem quách đại hổ đi luôn, mà không phải là giết thẳng tay. Hẳn là định đưa tới trước mộ một Trường Lâm, muốn báo thù cho tổ phụ mình. Vậy chúng ta đuổi theo tới mộ. Khoan đã, mọi người nói người ở trước mộ tổ phụ của ta là... là... A Văn, con giải thích đi. Thì ra ngươi là một đại nhân. Năm đó ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, là ta hồ đồ. Xin ngài hãy tha cho ta. Tha cho ta, tha cho ta đi. Cầu xin ngài đấy. Ta cầu xin ngài, hãy tha cho ta. Một đại nhân, tất cả là lỗi của ta. Lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta, là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta. Đội trưởng Nương, mau tới cứu ta. Ta có thể khiến ngài một bước lên mây. Ta có tiền. Mau, mau cứu ta, mau lên. Ta biết cậu một lòng muốn báo thù cho tổ phụ, nhưng kẻ độc ác cùng cực như hắn thì cần phải giao cho luật pháp. Luật pháp à? Ta chẳng còn tin vào nó lâu rồi. Ta cho cậu hay, ở đây không phải là Đại Thanh. Ta đã hứa với cậu, chắc chắn sẽ bắt hắn chịu tội trước pháp luật. Ta không tin ai hết. Tuy rằng hắn rất đáng muốn chết, nhưng cậu cũng không nên giết hại nhiều người vô tội như thế. Chuẩn bị. Khoan đã, ca ca. Biển thư của nương, đừng ở đó. Ca ca, huynh còn muốn sai lầm đến khi nào nữa? Ta đã không còn đường quay lại nữa rồi. Ca ca, muội biết là quách đại hữu đã hại tổ phụ, hại nhà họ một chúng ta, nhưng giờ muội không muốn huynh gặp chuyện gì cả. Muội chỉ còn mình huynh thôi. Bắn. Đừng. Dân, chăm sóc cho Uyển Thu. Dân, đội trưởng Lương, đuổi theo. Đuổi theo cho ta. Ngươi đừng qua đây. Ngươi mà qua đây, ta sẽ hủy luôn hài cốt của một Trường Lâm. Không ngờ tới đúng không? Đã chết đi rồi mà vẫn phải rơi vào tay ta. Qua đây đi. Lẽ nào ngươi muốn trông thấy hài cốt của tổ phụ mình bị quỷ trong tay ta sao? Ngươi phải chết. Tên tiểu nhân kia, ông bỏ xuống cho ta. Vô sông, vô sông, vô sông, vô sông. Cha, thôi mà vô sông. Đội trưởng Lương, còn ngay ra đó làm gì? Sao không mau bắt hung thủ giải về quy án? Ông đang dạy ta làm việc đấy à? Ngươi.
ca, ca ca, ca ca. Đúng là không nhận ra đó nha. Tình trạng ý thiếp kìa. Quỳnh nói gì đó hả? Ta nói là rót chén trà cho đội trưởng Diệp. Anh Thúc ạ, thật không ngờ cuối cùng Thúc lại chọn ở đây, trong cô Linh Trang. Có những nơi dù sao cũng cần người trông coi mà. Còn về phía Hiệu Thuốc thì giao cho mấy đứa đồ đệ bất tài của ta thôi. Sư phụ cứ yên tâm mà, người bình thường là không đạt tới cảnh giới của anh Thúc được đâu. Chuyện này ai giăng sư huynh đâu? Sư huynh của ta đấy à? Viễn Thu cô nương vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Sư huynh của ta bèn tới bầu bạn rồi. Nghe hiểu mà, nghe hiểu mà ha. Đúng là đáng tiếc, đáng tiếc quá. Đáng tiếc thì hơi đáng tiếc thật, nhưng sao ta cứ cảm thấy còn thiếu gì đó nhỉ? Thiếu gì cơ? Thiếu cái gì nhỉ? Thiếu cái gì nào? Ta tới rồi. Ta tới rồi, ta tới rồi đây. Có phải là thiếu ta không nào?